Video hướng dẫn cách làm một con gấu xanh tai to bằng giấy thủ công như thế này của chúng tôi. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm với mình nhé. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Để bắt đầu vào làm thì ở đây mình đã chuẩn bị những nguyên liệu và dụng cụ như sau này. Về dụng cụ thì ở đây mình có chuẩn bị một cây súng bắn keo, một chiếc kéo cắt, một cây bút chì này, một chiếc bút bi màu đen, một chiếc con ta, mình có một cây màu nước, không thể thiếu đó chính là một cây thước kẻ nhé. Và ở đây về nguyên liệu thì mình sẽ chuẩn bị những cái tờ giấy bìa màu như thế này, những cái tờ giấy thủ công màu sắc như thế này. Mình có là màu xanh dương này, màu xanh da trời và màu xanh lá cây. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm nhé. Đầu tiên mình sẽ đi cắt cái tờ giấy màu xanh lá cây này nhé. Mình sẽ quay ra đây một hình tròn 6 cm, bán kính là 6 cm. Và mình sẽ cắt cái hình này ra. Đó, như vậy là mình đã cắt xong cái hình tròn để làm đầu của con gấu như thế này. Tiếp theo bây giờ mình sẽ đi làm tai nha. Phần tai mình vẫn sẽ sử dụng một cái tờ giấy màu xanh nhạt này. Rồi các bạn sẽ cắt cho mình 2 mẫu giấy, bởi vì đó là con gấu tai dài nên là các bạn sẽ cắt cho mình 2 cái phần giấy dài để làm tai nha. Giờ mình sẽ vẽ cái tai ra đây. Cái tiếp theo này, mình sẽ cắt nó ra. Mình sẽ cắt cái tai mà mình vừa vẽ ra nhé. Như vậy là mình đã cắt xong 2 cái tai dài như thế này. Bây giờ mình sẽ đi cắt cái tờ giấy màu xanh để làm phần lõm tai nha. Mình sẽ cắt 2 phần giấy màu xanh đậm. Mình cũng sẽ vẽ ra 2 cái tai giống như cái lõm tai này nhé, nhưng mà nó sẽ nhỏ hơn.
Rồi mình sẽ cắt gì ra? Cái tiếp theo nha. Giờ mình sẽ gắn cái tay nhỏ lên cái tay to nhé. Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một khung hoa trang trí dán tường như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm với mình nhé. Cái thứ hai này các bạn cũng sẽ tô tương tự như vậy nha. Cái thứ ba này mình sẽ vẽ những cái tia nhụy ra nha. Bây giờ mình sẽ gắn ba cái phần giấy này lại với nhau. Các bạn sẽ dính cho mình nhé. Sau khi mà mình đã dính xong, mình sẽ đi cắt cái tờ giấy màu cam này. Đối với cái tờ giấy màu cam này, các bạn sẽ cắt cho mình hai cái lá to.